Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng đại loại nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về có bao nhiêu số chẵn nè. Có 3 chữ số chia hết cho 3. Cái thứ nhất, mình lấy ví dụ về số có gọi là số chẵn. Số chẵn thì các bạn nhớ, số chẵn là số có hàng đơn vị hay là số tận cùng là 0 nè. 2, 4, 6, 8. Được chưa ạ? Ví dụ như 1, 2, 6. Cái hàng đơn vị là số 6 nè. Vậy số này là số chẵn. Được chưa ạ? Mình nhắc lại lần nữa, số chẵn là số có hàng đơn vị hay là số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Ok chưa ạ? Tiếp theo dấu hiệu chia hết cho 3. Ví dụ như 1, 2, 6. Thì số này chia hết cho 3. Chia hết cho 3. Vì ta lấy tất cả các hàng cộng lại, hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng trăm. Vì 1 cộng 2 cộng 6 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 9. 9 chia 3 bằng mấy ạ? Bằng 3. Vậy cho thấy điều gì ạ? Muốn biết số đó có chia hết cho 3 hay không, ta lấy tổng tất cả các hàng cộng lại. Nếu chia hết cho 3 thì số ban đầu chia hết cho 3. Ok chưa giờ? Rồi, thì các bạn nhớ tiếp một kiến thức nữa. Mọi con số trên thế gian đều tạo bởi 0 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và dãy số này được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Nếu là 1 lớn hơn 0, 2 lớn hơn 1, vân vân và vân vân. Vậy trong dãy số này, số 0 chính là số bé nhất. Và số 9 chính là số lớn nhất trong dãy số này, số lớn nhất. Được chưa ạ? Rồi, thì để tìm có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số chia hết cho 3. Thì thứ nhất nha các bạn. Thứ nhất nè. Các bạn phải tìm ra được số nhỏ nhất. Xin lỗi, số chẵn nhỏ nhất, hay là số nhỏ nhất chẵn cũng được. Số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 3 là số nào? Thì số có 3 chữ số nè, thì từ tay phải nè sang trái gồm có hàng đơn vị, tiếp theo đó là hàng chục, tiếp theo đó là hàng trăm. Ok chưa ạ? Thì để tìm số nhỏ nhất, thì để tìm số nhỏ nhất thì các bạn bắt đầu từ hàng trăm giúp lợi. Thì số nhỏ nhất, nhớ số có 3 chữ số, hàng trăm nè, hàng chục nè, hàng đơn vị, thì hàng trăm không thể là số 0, nên số nhỏ nhất đó chính là số 1. Được chưa ạ? Rồi, hàng chục có thể là số 0 rồi, nên các bạn cho số 0 và các bạn chừa hàng đơn vị lại. Và các bạn lấy hàng trăm cộng hàng chục thì các hàng đơn vị bằng bao nhiêu nữa, để thứ nhất chia hết cho 3, thứ hai là số chẵn. Thì cách cơ bản nhất là các bạn sẽ cho hàng đơn vị nè, do số chẵn cho số 0 nè, số 2, số 4, số 6, số 8, cho số nào nhỏ nhất để chia hết cho 3. Thì bắt đầu mình cho số 0. Được chưa? 0 cộng, xin lỗi, 1 cộng 0 cộng 0 ra 1, 0 chia hết cho 3. Tiếp tục các bạn cho số 2. 1 cộng 0 cộng 2 ra 3, vậy chia hết cho 3 và chẵn. Vậy số đó là 1, 0, 2. Thứ hai các bạn tìm số chẵn lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 3.
thì cũng tương tự hàng trăm các bạn làm trước, khi số lớn nhất trong dãy số từ 0 đến 9 đó là số số chỉnh. Tiếp tục số lớn nhất là số chỉnh, và các bạn chừa chống cái hàng đơn vị lại, hiểu chưa? Và các bạn cộng hàng trăm cộng hàng chục ra bao nhiêu ạ? 18. Thì 18 cộng mấy nữa để chia hết cho 3 và chẵn, thì các bạn chỉ cần thay hàng đơn vị là số 0 nè. Xin lỗi, do số lớn nhất thì các bạn nên lấy số 8 trước. Ok chưa ạ? Rồi, 18 mà cộng 8 nữa là 26, có chia hết cho 3 không? Tiếp tục 6 là 20, 24, 24 chia hết cho 3 được 8, được chưa ạ? Dãy số lớn nhất đó là 996. Khi các bạn đã xác định được số lớn nhất cũng như là số nhỏ nhất chẳng có 3 chữ số chia hết cho 3 rồi, thì các bạn áp dụng dãy số các đều. Dãy số các đều là, khi các bạn nhớ công thức đó là số lượng số hạng, đây cũng chính là đáp án của câu hỏi trên, bằng số hạng cuối chính là cái số lớn nhất đó các bạn, trừ đi số hạng đầu chính là cái số nhỏ nhất đó các bạn, chia cho khoảng cách. Khoảng cách thì chia hết cho 3, khoảng cách là 3 đó các bạn, cộng thêm 1. Rồi thì tới đây các bạn chỉ cần thế số vào và là số lớn nhất là 996 trừ đi số nhỏ nhất là 102, tất cả chia cho khoảng cách là 3 và cộng 1. Rồi phép tính thì các bạn làm trong ngoặc, rồi tới phép chia, rồi tới phép cộng. Rồi kết quả ra bao nhiêu các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lỡ nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lỡ để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.